Các bạn xem kèo giao lưu vui vẻ giữa Bình Phước và Dầu Tiếng các bạn. 3.4. Bên ba là Quỳnh Ngáo, Hoàng và Nghĩa Miên. Quỳnh Ngáo, Hoàng và Nghĩa Miên. Còn bên đây là bốn, đây là Đường Thái Thái và Phúc Mớm của Dầu Tiếng. Bốn năm này tại sân Dầu Tiếng nha các bạn. Đại Lâm 895 mới trở lại Dầu Tiếng các bạn à. Và mọi cảnh vật ngày xưa khác bây giờ quá các bạn ơi. Đường xá Dầu Tiếng, Bình Dương, Củ Chi và Tây Ninh bây giờ thật sự là quá rộng rãi, bằng phẳng cho con đường. Quỳnh Ngáo thật sự đáng lợi hại các bạn ơi. Quỳnh Ngáo đến từ Bình Phước, Bình Long các bạn, là đối thủ của Mắt Kiến và đã bị Mắt Kiến hạ sát tại Tân Trụ Long An. Giờ Quỳnh Ngáo không dám đôi công Mắt Kiến nữa các bạn à. Rồi đây là Hải Mơ Phước Mớm. Phước Mớm của Dầu Tiếng là một trong những cầu thủ trẻ đang lên. Mặt anh ta còn mụn mà anh ta quýnh ghê quá. Anh ấy mới về thì các bạn à. Đây. Lỗ. Hay quá Phước Mớm ơi. Từ từ. Trời ơi đường. Trời ơi. Trời ơi trời. Đường nhìn giống Mr. Rao của đội Liverpool cũ ngày xưa các bạn. Đường có cổ tay quá lợi hại các bạn ơi. Còn đây là anh em Dầu Tiếng đây. Đây là các bạn Dầu Tiếng hàng sáu ngoài nè. Sáu tám. Trời ơi trời như vậy. 7-8. Phước Mớm quá ghê gớm các bạn ơi. Anh ấy mặc dù mới có 14 tuổi, tuổi vừa vậy thì mặt còn mụn, nhưng mà anh ấy có đánh rất quy lực các bạn ơi. Phước Mớm là một trong những cầu thủ tương lai của Dầu Tiếng sau này. Khi nào mặt anh ta hết mụn là cầu thủ sẽ lên. Quá ghê. Các bạn nhìn thấy xa xa cái anh mà áo trắng, áo trắng vắt vai lên các bạn, là ông vua họ làng, bây giờ còn gọi là thạch đen phá làng các bạn à. Rồi Quỳnh Ngáo thật sự quá ghê gớm các bạn ơi. 9-0. 9-10. Chết rồi, trời quá trời rồi. Hết thế rồi. Hoàng là một trong những tay truyền hai cừ khôi của Bình Long. Bỏ đi, vậy đi. Anh ta từng truyền hai cho Huy trời. 11-10. Quỳnh Ngáo.
Bỏ đi, làm lại đi, làm lại đi. Bộ bốn bên kia là Phước Mớm, Thái Thái và Đường Truyền Hai các bạn. Bên đây Quỳnh Ngáo, Nghĩa Miên và Hoàng Truyền Hai. Mười một đều. Bây giờ Bình Phước còn tiền các bạn. Trời ơi, Hoàng Truyền, Hoàng Truyền Hai. 11 đều, thiếu nữa. Không em. Hai bọc. Hai bọc. Ba quả liên tiếp cho Quỳnh Ngáo, trắng rụng hai quả liên tiếp các bạn à. Quá ghê cho Quỳnh Ngáo. Hai bọc. 12 11. 2 bọc. 12 11. Mười hai đều. Các bạn hãy nhớ ủng hộ và đăng ký kênh Đại Lâm Vua Đồ Dọi các bạn. Tôi là Bình Lương Duyên Tào Lao, chả biết đâu mà. Mười hai đều. Sân này là sân Dầu Tiếng nha các bạn. Bóng ngoài. Qua coi có quyền. Sân bóng này cực kỳ mát các bạn, xung quanh toàn cây cao su không các bạn. 13-12. 13-12. Xấu quá vậy. Tốt quá anh Quỳnh ơi. 14-12. Sân bên này Quỳnh Ngáo trắng rác quá các bạn à. Trắng 3-4 quả liên tiếp, ghê quá các bạn. Quỳnh Ngáo là một trong những đối thủ xứng tầm của Thắng Mắt Kiến các bạn à. 13-14. Chết. Trời, Nghĩa Miên bắt cái bóng hay quá Nghĩa Miên ơi. 53. 15-13. 53. Quỳnh Ngáo quá ghê gớm các bạn ơi, vẫn quy lực. 14-15. Anh 16 tới các bạn. 3-4 giống như Quỳnh Ngáo chấp xả các bạn à. Quỳnh Ngáo thật sự đáng gờm. Phước Mớm đưa anh em ra xa bờ các bạn ơi. Phước Mớm đưa anh em ra xa bờ các bạn. Hay quá bé ơi. Bé dặn em đi. Kèm theo Bình Lượng Viên. Vui chơi mà giỡn ngay ngày không có thử luôn. Vui chơi mất tiền răng cái giờ. Thôi luôn, không tin được. Các bạn thấy Quỳnh Ngáo rất quy lực các bạn. Quỳnh Ngáo là một trong những cao thủ mà đối đầu với Thắng Mắt Kiến cho đều. Và Thắng Mắt Kiến đã đòi công mang Quỳnh Ngáo tại Tân Trụ Long An các bạn. Sân này là sân Dầu Tiếng nha các bạn. Dầu Tiếng Bình Dương nha. Sân này thật sự quá mát mẻ các bạn ơi. Cây cối xung quanh tuyệt vời các bạn ơi. Toàn cây cao su các bạn. Mát nha. Đường vô. Kèo ở đâu? Cứ cái đâu? Đây là 1-2 nãy đâu vô. Đây là BD, một trong những cầu thủ của Dầu Tiếng đang lên các bạn à.
Bữa đây phát bóng ghê gớm các bạn ơi, nãy đánh 3-3 bữa đây phát ói cơm mấy thằng kia hết. Bây giờ các bạn xem tiếp Quỳnh Ngáo 3.4 bộ 4 nha các bạn, khác nha các bạn. Gì Quỳnh Ngáo chấm nữa hả? Đây. Các bạn nhìn kỹ thạch đen của tôi đây. Idol thạch đen hiện tại bây giờ đang trở lại phong độ cực kỳ của ông vua hội làng các bạn. Một trong những ông vua hội làng lãnh nhiều cúp cờ nhất của làng bóng chuyền độ nha các bạn. Chúc các bạn xem bóng vui vẻ nha.